Xin chào các bạn khán giả của Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2. Mình là Nguyễn Đức Giang, mình thi phần thi origami biến hình. Nhiều khả năng là em cũng đoán trước được là nhiều khả năng là mình sẽ đấu với Tân ở vòng này. Tại vì nếu mà so với cả mặt bằng chung của các năng lực của các thí sinh khác ấy, thì em với Tân khá là bị loại ra, hai bạn là bị loại ra với cái diện năng lực. Các bạn khác thì thiên về toán logic, toán học và tư duy logic kèm với cả hoặc là trí nhớ. Thì chỉ có khả năng của em với khả năng của Tân là một người thiên về tư duy không gian và một người thiên về quan sát ấy, thì hai khả năng đấy bị gần như là không có nhiều điểm chung với cả các thí sinh còn lại. Thì nên thế thì em nghĩ là nhiều khả năng bọn em sẽ gặp nhau ở vòng 2. Em biết định biết ta là biết về kiểu kiểu hai người nói chuyện với nhau và kiểu về bản thân nhiều hơn, chứ còn về chiến thuật thì ai đấy vẫn giữ cho riêng mình thôi. Bọn em chỉ có đặt cái mục tiêu là nếu ai thắng ấy, thì vào vòng sau ấy, thì bọn em cũng sẽ thi đấu thay phần của người còn lại để mà đạt được cái mục tiêu cuối cùng là có thể, nếu may mắn thì có thể đạt được đến vòng thi đấu quốc tế. Đây là em tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ nên mọi người gọi em là Siêu Trí Tuệ, chứ bình thường ở ngoài em không dám tự nhận mình là Siêu Trí Tuệ. Thế nên là em nghĩ là hài hước nó ở trong máu rồi, còn Siêu Trí Tuệ thì lên đây mọi người mới gọi thôi. Em nghĩ là với em thì Siêu Trí Tuệ, hài hước có trước Siêu Trí Tuệ. Các bạn hãy đón xem trận đấu của mình và Thái Tân tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 vòng 2. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ, Rapping All Star Concert, Live Concert, duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Chu Beauty, vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.